Kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya, MC Quảng A Tũng xin trân trọng giới thiệu. Bộ truyện ma kinh dị, linh dị dài tập Cương Thi Đạo Trưởng, tác giả Hứa Bạch Thiết. Để ủng hộ A Tũng, like, share và comment để lại cảm xúc trong video. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin trân trọng cảm ơn. Tập 52, chương 331, Yamamoto Kazu. Trong nháy mắt đã qua 3 ngày, Mã Tiểu Linh, Huống Thiên Hữu, Aken, Yamamoto Mirai, La Tang, 6 người xa trần bắt đầu lên đường đi tìm Diệu Thiện Thượng Sư. Đội hình này tương đương là mạnh. Đối với Yamamoto Kazu, có thể hình thành khí thế nghiền ép. Nếu như Diệu Thiện không ngăn cản, xa trần thật sự muốn nhân cơ hội này tiêu diệt Kazu. Lần này, Diệu Thiện Thượng Sư khai đàn kết duyên ở Hồng Kông, trong một tòa Nico Am rất lớn. Sáng sớm, ở trong am, người đông nghìn nghịt. Cũng là vì muốn có một cơ hội 33 năm mới có một lần. Chỉ có thể rút thăm mới gọi là người hữu duyên, mới được gặp Diệu Thiện Thượng Sư. Yamamoto Kazu mặc một thân vest màu trắng, mang kính râm, khí vũ hiên ngang. Đi theo sau hắn là những người thương nghiệp. Người cầm lái Lâm Quốc Đống, phụ tá đắc lực Henra và Bích Gia. Lâm Quốc Đống rất nổi danh ở Hồng Kông, là tinh anh trong giới kinh doanh. Ở dưới sự quản lý của hắn, tập đoàn Nhật Đông Tấn phát triển mãnh liệt, một ngày thu đến cả đấu vàng. Đáng tiếc, trời cao đố kỵ anh tài, hắn lại mắc bệnh ung thư. Nguyện vọng lớn nhất là được Yamamoto Kazu cắn để có thể trở thành cương thi, tiêu diệt bệnh bằng hóa chất thống khổ, đỡ phải đối mặt với tử vong sợ hãi. Xin dừng lại. Rút chúng thăm đỏ mới có thể được gặp Diệu Thiện Thượng Sư. Một Nico ngăn trở bốn người Kazu nói. Lâm Quốc Đống hỏi, có bao nhiêu người rút chúng thăm đỏ vậy? Đã có 32 người rút chúng, Nico trả lời. Vậy là còn một người cuối cùng. Trong lòng của Lâm Quốc Đống rất khẩn trương, muốn rút trước lại sợ đắc tội với Kazu. Thế là nói với Kazu, ông chủ, còn có một cái thăm đỏ cuối cùng, người rút trước. Không sao đâu, người muốn rút thì rút đi, Yamamoto Kazu hững hờ nói. Lâm Quốc Đống ra vẻ khó xử. Ông chủ, cái này không được. Người rút đi. Khóe miệng của Yamamoto Kazu nhếch lên. Henra và Bích ra khuôn mặt trào phúng. Ai rút được thăm đỏ, rút trước rút sau thì cũng khác gì chỗ này đâu. Lâm Quốc Đống đã vui sướng đến váng đầu, căn bản không nghĩ đến. Cao hứng bừng bừng từ trong ống thẻ rút ra một cái. Ở một cái này rõ ràng là màu đỏ. Bên trong ống thẻ có 89 cái. Hắn co lại ở giữa. Nếu như không có Kazu, hắn sẽ là người thứ 30 hữu duyên. Ông chủ, là ta rút trúng rồi. Thật sự là ta trúng rồi, Lâm Quốc Đống vui vẻ. Henra và Bích Gia ngạc nhiên. Henra cười lạnh, người cũng sắp chết lại còn có con loại vận chó này sao? Quốc Đống làm tốt lắm. Yamamoto Kazu bỏ kính râm, ánh mắt lộ ra tán thưởng, đưa tay lấy đi cây thăm từ trong tay của Lâm Quốc Đống. Đi gặp Diệu Thiện Thượng Sư. Ông chủ, Lâm Quốc Đống vội vàng. Heran ngăn lại Lâm Quốc Đống, cười nói. Lâm Quốc Đống tiên sinh, 30 năm sau lại đến, hy vọng ngươi có thể sống đến lúc đó. Hắn có thể sống đến lúc đó hay không ta không rõ, nhưng chắc chắn là ngươi không sống được. Sáu người sao bọn sa trần chậm rãi đi tới. Heran nhìn thấy mấy người sắc mặt đại biến. Aken, tên phản đồ, còn dám đi gặp ông chủ.
Thật xin lỗi, đã có 33 người hữu duyên, các vị 30 năm sau lại tới vậy. Nico phụ trách rút thăm nói. Người đâu? Đây là thêm một người rất đơn giản. Aken, Mirai, Thanh Tràng, hôm nay chuyện sắp phát sinh, người bình thường không có năng lực tham dự. Vâng. Aken và Mirai tiến lên một bước, lộ ra hàm nanh cương thi, phát ra tiếng hét như là dã thú. Lập tức đám người đang quỳ gối trên hành lang liên tục gào to cương thi, sau đó hoảng sợ bỏ chạy. Nico lập tức cũng bị hù bỏ chạy theo Lâm Quốc Đống. Amlico lớn lớn như vậy, trong nháy mắt lại quạnh quẽ, chỉ còn lại 6 người Sa Trần và 4 người bọn Kazu đang giằng co. Aken, Mirai, các người điên rồi! Bích Gia quát lên. Bích Gia! Kazu đi tới quét mắt 6 người Sa Trần, nhìn chằm chằm Huống Thiên Hữu. 60 năm trước Huống Quốc Hòa, 60 năm sau Huống Thiên Hữu. Thiên Hữu, ông trời phù hộ, tên rất hay. Ta không đi tìm ngươi, ngươi lại đến trước mặt ta. Tốt, hy vọng hôm nay ông trời vẫn phù hộ ngươi. Yamamoto Kazu, 60 năm trước, món nợ này cũng đến lúc phải tính thôi. Huống Thiên Hữu siết chặt nắm đấm nói. Yamamoto Kazu cười cười, có chút không để ở trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Aken. Aken, ngươi thật sự làm cho ta thất vọng đó. Ta rất coi trọng ngươi, vậy mà ngươi lại phản bội ta. Yamamoto Kazu nhìn sang. Yamamoto Kazu, ta chính là sống vì ngươi, chết cũng vì ngươi. 50 năm khúm núm, ta đã chịu đủ rồi. Hôm nay ngươi phải chết. Aken có chút điên cuồng nói. Aken, ngươi đã trốn đi lâu rồi. Vì cái gì để ngươi tự tin? Đừng quên lực lượng của ngươi là đến từ ta đó. Kazu khuôn mặt khinh thường, sau đó ôn nhu nhìn sang Mirai. Mirai, con là con của ta, ta làm tất cả cũng để là cho con vui vẻ. Khuôn mặt của Mirai không thay đổi. Để cho ta vui vẻ sao? Người thật sự là muốn ta vui vẻ thì đừng có cắn ta chứ. Đem ta biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ như cương thi thế này à? Mirai, cha đang cố gắng. Con không vui bởi vì người khác coi con là quái vật. Nhiều người coi cương thi là quái vật. Cương thi lại coi người là quái vật. Chờ ta đem toàn bộ thế giới này biến thành cương thi, đến lúc đó con không phải là quái vật nữa. Này, ông là một tên điên. Mã Tiểu Linh gắt gao nhìn chằm chằm Kazu. Trước khi đến, ta cũng không rõ vì sao bọn họ lại muốn giết ngươi. Hiện tại ta đã rõ rồi. Ngươi không chết, thế giới sẽ không một ngày nào an bình. Truyền nhân của khu Ma Long tộc Mã Tiểu Linh, Ma Tiểu Thư, hân hạnh gặp ngươi. Ánh mắt của Yamamoto Kazu nhìn lên người của Mã Tiểu Linh, lộ ra khuôn mặt thú vị. Các người, nhóm người này thật là có ý tứ. Cương thi cùng với thiên sư. Còn có người nữa, 60 năm trước chúng ta đã gặp nhau. Yamamoto Kazu không nhìn La Tang, đem ánh mắt nhìn chằm chằm lên người Sa Trần. Mỗi một người các người đều có lý do giết ta, còn ngươi thì sao? Sa Trần cười nói. Giết người bình thường cần lý do à? Ta giết ngươi lại không cần lý do. Ta muốn giết ngươi thì giết thôi. Ngươi muốn chết sao? Lại dám nói chuyện với bốt như vậy. Heran chỉ vào Sa Trần mắng lên. Ông chủ, bọn họ muốn chơi, để ta và Bích Gia cùng bọn họ chơi đùa. Đúng vậy đó, ông chủ. Bích Gia cười nói. Kazu đáp. Đừng làm tổn thương Murai. Người thì chết đi. Heran và Bích Gia hét lớn một tiếng, hiện ra chân thân của cương thi, tốc độ cực kỳ khủng khiếp vọt tới Sa Trần và Huống Thiên Hữu. Thiên Hữu, không cần khách khí. Huống Thiên Hữu bỏ xuống kính mắt, hé miệng gầm rú, đột nhiên biến mất. Cùng nhau biến mất với hắn còn có cả Sa Trần. Gần như cùng đồng thời vang lên hai âm thanh. Huống Thiên Hữu đánh thẳng vào ngực của Heran, Sa Trần đấm vào bụng của Bích Gia. Hai người như là viên đạn pháo bắn ngược ra, đập mạnh lên trên vách tường nổ tung. Huống Thiên Hữu! Yamamoto Kazu hô to, đột nhiên xông tới. Hắn nhanh nhưng lại có người nhanh hơn cả hắn. Nắm đấm của hắn chưa chạm vào người của Huống Thiên Hữu đã bị Sa Trần đánh văng ra ngoài, đập gãy cây hành lang trụ, cách mặt đất trượt xa hơn 10 thước. Yamamoto Kazu, tốc độ của ngươi quá chậm. Để ta dạy dỗ ngươi, lực lượng của cương thi thật sự là như thế nào? Sa Trần chỉ vào Yamamoto Kazu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên gầm rú.
toàn thân tản ra khí thế không ổn định, phảng phất như là nhiệt khí bành trướng, đem đám người Huống Thiên Hữu, Mã Tiểu Linh và La Tang đẩy ra cách xa mấy mét. Chương 332: Nghiền ép. Tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc truyền đi, cả tòa Nikoam đều dường như lay động. Heran bị thương không chết, Bích Gia, Yamamoto, Mirai, Aken lộ ra khuôn mặt thống khổ. Huống Thiên Hữu cũng cảm giác được mình đang bị kiềm chế. Lực lượng của hắn tại sao lại mạnh như vậy? Huống Thiên Hữu giật mình. Chẳng lẽ là nhờ có uống cường thi Mỹ Sa Đồng? Sa Trần cúi đầu, liệt diễm phóng lên tận trời. Hỏa diễm trong cơ thể của hắn bắt đầu bùng phát. Một đôi cánh bằng hỏa diễm mở ra, trông giống như là thiên sứ vậy. Chẳng qua là do hỏa diễm tạo thành, hoa lệ cao quý. Hỏa diễm thiêu đốt thân thể, dường như hắn được tạo thành bằng một bức tượng nham thạch vậy. Yamamoto Kazu, bộc phát tiềm lực của ngươi đi, bằng không ngươi sẽ chết đó. Đương nhiên là bộc phát thì ngươi cũng chết. Ngươi cũng bị hắn cắn. Ánh mắt của Yamamoto Kazu nóng rực nhìn chằm chằm vào Sa Trần. Là cường đại. Cường đại. Là quá cường đại. Đây là lực lượng của cương thi. Ngươi có thể mạnh như vậy, không có lý nào ta không làm được. Yamamoto bắt đầu gầm thét. Tóc của hắn trắng như tuyết, một cỗ khí tức hung hăng đập vào mặt, làm cho không gian biến ảo, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt của Sa Trần. Là dị năng không gian. Keng một tiếng, Kazu đánh lên người của Sa Trần, phát ra âm thanh va chạm như sắt thép, tia lửa tung tóe, giống như là đánh vào thép vậy. Làm sao có thể? Kazu nhìn Sa Trần điềm nhiên như không có việc gì, không cách nào dung chuyển được Sa Trần, nhịn không được, cả kinh kêu lên. Một chút thực lực ấy lại muốn đem cả thế giới biến thành cương thi. Người ngu ngốc nói mờ. Sa Trần đối với Kazu rất thất vọng. Hắn bây giờ còn chưa có phát huy hết thực lực cương thi đời thứ hai, là quá yếu. Móng vuốt chộp lấy bả vai của Kazu, một quyền đánh thẳng vào ngực của Kazu. Yamamoto Kazu bay văng ra ngoài, đập lên một hòn giả sơn. Oanh một tiếng nổ, hòn giả sơn nổ tung, mảnh vụn tứ tán. Yamamoto Kazu thổ huyết, nằm ở trên đống đá, không dám tin nhìn Sa Trần. Bụi đất chật vật trông vô cùng khổ sở. Thân hình của Sa Trần lóe lên, một cước đá thẳng lên đầu của Kazu, một lần nữa đem hắn đá văng ra ngoài. Cường thi đời thứ hai lại bị hắn vò như bao cát, đẩy cho bay tới bay lui. Heran và Bích Gia chấn kinh. Ở trong mắt bọn họ là đại bốt vô địch như vậy, mà trong tay của người khác không chịu nổi một chiêu, bị người ta đánh cho gần chết, không có lực hoàn thủ. Một màn này quả thật là quá rung động. Chủ nhân! Bích Gia muốn xông đến cứu Kazu, Huống Thiên Hữu lách mình ngăn cản trước người của nàng. Bích Gia quát lên. Huống Thiên Hữu, người cút đi, bằng không ta giết ngươi. Thiên Hữu, cẩn thận, Bích Gia rất lợi hại. Aken nhắc nhở. Phản đồ, người tự thân còn khó đảm bảo, lại còn muốn giúp người khác. Heran trong tay xuất hiện một cái cây dây xích, lập tức đập mạnh về phía của Aken. Aken biến thành người nước, từng đạo cột nước như là súng bắn nước cao áp bắn thẳng, va chạm với xiềng xích, làm cho không gian sụp đổ thành từng khúc, hành lang cũng sụp đổ, đem hai người chôn xuống. Yamamoto Mirai cũng xông tới, phế tích hành lang nổ tung. Aken và Heran bị đánh tung lên, đối đầu một chưởng, vừa chạm liền tách rời. Toàn bộ kiến trúc ở xung quanh nổ tung thành một mảng hỗn độn. Hải lãng kiếm ý. Lúc này Heran chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt mình thay đổi. Mình lơ lửng ở trong một biển rộng, một cơn sóng đập sang, hóa thành vô số kiếm khí màu xanh rơi xuống. Heran đem sợi xích sắt vung lên như là ngân xà loạn vũ, những tiếng đinh đinh đang đang âm thanh vang lên không dứt. Kiếm khí đầy trời sau đó biến mất. Còn chưa kịp thở một ngụm, Mã Tiểu Linh cũng đột ngột lao đến, một gậy đập thẳng lên lưng của Heran, để lại một vết thương dữ tợn. Mã già là huyết mạch của vận mệnh, vận mệnh và bàn cổ thế bất lưỡng lập. Lực lượng thuộc về vận mệnh rót vào trong cơ thể của Heran. Heran giống như là bị trúng độc, sắc mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy. Một quyền bị Mirai đánh văng vào trong đống phế tích không rõ sống chết. Huống Thiên Hữu, người nhất định phải chết. Bích già giơ tay lên, lấy ra một mảnh ngói ở bên trong phế tích. Cây cột nhao nhao cũng bị nhấc lên lơ lửng như đạn pháo,
bay về chỗ Hướng Thiên Hữu. Hướng Thiên Hữu gầm thét, vọt tới đối diện, thiết quyền đấm thẳng vào trong không trung. Chỉ nghe ầm một tiếng, toàn bộ mảnh ngói và những cây cột đều hóa thành bột vụn. Cảnh sát Hồng Kông, chúng ta tới giúp ngươi. Mã Tiểu Linh, La Tang, Aken, Yamamoto Mirai cũng xông tới. Bích Gia cười lạnh, tiện tay vung lên, sương mù trắng xóa bao phủ lấy mọi người. Mấy người cũng giống như là con ruồi không đầu, liền quay tứ tung, loạn chuyển. Hải Lãng Kiếm Ý, La Tang một điểm chỉ ra, ở quanh thân hiện lên một biển cả bao la, làm cho Bích Gia cũng không công kích được nàng, chuyển hướng đánh Mã Tiểu Linh. Tiểu Linh, Mirai. Chỉ nghe phanh phanh vài tiếng, Mã Tiểu Linh, Aken và Yamamoto Mirai cùng bị thương thổ huyết, căn bản là không thấy thân ảnh của Bích Gia. Hướng Thiên Hữu phẫn nộ gào thét, lỗ tai giật giật, một quyền đấm thẳng ra, đem Bích Gia hất văng ra. Bích Gia lại chìm vào trong sương mù biến mất. Hắn không tìm thấy Bích Gia, mà Bích Gia trốn ở trong sương mù đánh lén người, làm cho đám người Mã Tiểu Linh không mấy chốc không chịu được sẽ chết. Ta cần lực lượng. Hướng Thiên Hữu lấy ra cương thi Mỹ Sa Đồng Sa Trần cho. Hắn một mực vẫn giữ lại không uống, bây giờ không uống không được, do dự một chút, liền đổ hết vào trong miệng. Mặc dù cương thi Mỹ Sa Đồng đã pha loãng, nhưng đây có thể thay thế máu của người sống. Sau khi uống hết, Hướng Thiên Hữu lại cảm thấy trong người đầy lực lượng. Chất dinh dưỡng một thời gian dài không đầy đủ, bây giờ ăn một bữa no. Hướng Thiên Hữu ăn quá no, trong miệng gầm thét, cả người biến thành một quái vật. Hắn giơ lên hai tay, một mảnh kim quang tỏa ra từ trên người hắn, bắn tới bốn phương tám hướng khuếch tán, sương mù trong nháy mắt bị thổi tan. Bích Gia trốn ở trong sương mù, bị kim quang quét trúng, giống như là trang giấy, bay ra, còn chưa rơi xuống đất, đã bị một quyền của Hướng Thiên Hữu đánh lên người nàng, thân thể phanh phanh nổ tung, đập ở trong phế tích tan thành mây khói. Hướng Thiên Hữu hét lên một tiếng, lao thẳng về phía Sa Tật Trần và Yamamoto Kazu. Cương thi đồng cấp, rất khó giết chết đối phương. Yamamoto Kazu là cương thi đời thứ hai, là chuẩn bị tiếp cận với sự tồn tại như tướng thần, tiềm lực rất to lớn. Trong thân thể ẩn chứa cương thi huyết đang bảo hộ hắn. Sa Trần cũng chưa dùng tới thực lực của cương thi đời thứ hai, giết hắn sẽ rất khó. Ở trong phim, Kazu biến thân đầu tiên cũng không đem Hướng Thiên Hữu đánh chết, mà Bích Gia cũng không tiếp nổi một chưởng. Không thể vận dụng lực lượng đời thứ hai của cương thi, vậy cũng chỉ có Mã Tiểu Linh có thể hợp tác được. Sa Trần âm thầm suy nghĩ. Đúng lúc này, Kazu đang ngã ở trên mặt đất thổ huyết đứng lên, trong mắt tràn đầy lửa giận. Một tiếng hét biến thành một quái vật trên người đầy vảy đỏ. Lực lượng của cương thi thật là mạnh, thật là tươi đẹp, thật là dễ chịu. Ta cũng bạo phát lực lượng của cương thi, sẽ cường đại như ngươi vậy. Tới đây để ta giết ngươi, không ai có thể ngăn cản được ta. Ngươi tự tin đến như vậy sao? Sa Trần nhếch mép cười nói. Yamamoto Kazu. Hướng Thiên Hữu xông tới, cũng không nói hai lời nhào về phía Kazu. Hai người lần đầu tiên giao thủ, tràn ra loại lực lượng làm cho băng liệt cả hư không, bốn phía nổ bom bốp, toàn bộ kiến trúc còn sót lại ầm vang sụp đổ. Hướng Thiên Hữu, ta sẽ giết ngươi, kết thúc 60 năm mơ hồ. Yamamoto Kazu nói. Hướng Thiên Hữu trạng thái không ổn định, cũng không thể khống chế hoàn toàn cỗ lực lượng này, thần thái điên cuồng, gần như đã mất lý trí, chỉ là muốn đánh cùng với Kazu. Yamamoto Kazu, đáng thương. Tự nhiên Sa Trần cũng không bỏ qua cơ hội này, toàn thân bùng lên hỏa diễm, như trong ngọn lửa tinh thần phóng tới Yamamoto Kazu. Lực lượng của Kazu so với Sa Trần yếu hơn một bậc, Hướng Thiên Hữu cũng không thể so với hắn kém hơn bao nhiêu. Hai người liên thủ, Kazu căn bản là không chống đỡ được, bị hai người đánh văng ra ngoài. Mã Tiểu Linh, Mã Gia Thần Long. Sa Trần nghiêng đầu hô. Ánh mắt của Mã Tiểu Linh tái nhợt, khóe miệng bật máu, hai tay kết ấn, trong miệng thì thầm. Lâm, binh, đấu, giả, giai, liệt, tại, tiền, chu tả. Nàng dùng cửu tự chân ngôn triệu long pháp. Sa Trần cũng không nhàn rỗi, đồng dạng thi triển ra long hồn pháp. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền, chu tả.
Ở trên không trung, thần long vàng óng du tẩu, long uy cái thế, gầm thét lên. Mã Tiểu Linh nhìn xuống tay của Sa Trần, đôi mắt trợn trừng. Nàng vừa nhìn thấy cái gì vậy? Là cái gì vậy? Chương 333: Đạt được mục đích. Mã Tiểu Linh còn đang bàng hoàng lại bị Sa Trần gọi, nói là đánh nhau, kết quả mình và Aken một bọn. Vậy mà bây giờ đến cả Mirai cũng là cương thi, tất cả mọi người đây đều là cương thi, có mình là người. Yamamoto Kazu, Heran, Bích Gia cũng là cương thi. Trước đây Mã Gia đi khắp nơi tìm cương thi, bây giờ tất thảy lại xông tới trước mặt của nàng. Cái này cũng còn chưa tính, làm cho nàng không hiểu nhất chính là Sa Trần lại biết thỉnh ra thần long. Đây không phải là thủ đoạn của riêng Mã Gia Long tộc hay sao? Bà cô ạ, à, người điên rồi, đến cả Long Hồn Pháp cũng truyền cho hắn, hắn làm sằng làm bậy, còn không phải là đối thủ của hắn. Mã Tiểu Linh tức giận vô lực, mặc kệ tâm tình của nàng đến mức nào, hai con thần long vẫn đang ngẩng đầu gào thét, thực hiện sứ mệnh của mình. Long đầu ép xuống, phảng phất như là hai ngọn núi, giống như hung hăng đâm thẳng vào người của Kazu. Sa Trần thỉnh ra thần long, uy lực cũng yếu hơn một chút, lao thẳng tới người của Kazu, tia lửa tung tóe cũng không làm cho Kazu bị thương được. Mã Tiểu Linh thỉnh ra thần long thì lại khác biệt, một đầu đâm thẳng vào trong cơ thể của hắn. Kazu gầm lên một tiếng kêu đau đớn thảm thiết, khí thế kinh khủng cũng biến yếu đi. Vận mệnh chư lực cùng với huyết mạch bản cổ là thủy hỏa bất dung, cỗ lực lượng này Kazu tuyệt đối không thể chống lại. Huống Thiên Hữu gào thét, một quyền đánh bay Kazu, sau đó té xỉu xuống đất. Đây chính là ăn uống quá độ mà thành ra như vậy. Cường thi đời thứ hai không thể bỏ qua. Thân ảnh của Sa Trần lấp lóe xuất hiện ở trước mặt của Kazu đang thoi thóp, sức mạnh luyện hóa bắt đầu bao phủ. Dừng tay lại. Đột nhiên một cỗ cảm giác nguy cơ tràn đến toàn thân, Sa Trần kêu thầm một tiếng, giơ tay lên, liệt diễm bốc lên, muốn thiêu tận cửu thiên. Một biển lửa vô cùng xuất hiện, giống như là che nửa bầu trời, chuyển thành dáng đỏ, lấy khí thế vô song bắt đầu ập tới. Phật quang phổ chiếu, cả nửa bầu trời biến thành kim sắc, phạn âm bắt đầu ầm ầm vang lên ở trên bầu trời rung động. Trong nháy mắt, phạn âm ầm ầm đụng vào trong biển lửa, một tiếng vang kinh thiên động địa, không có hoa mỹ, bầu trời chỉ có hai màu vàng và đỏ phân biệt rõ ràng. Giằng co hơn 10 giây, sau đó thiên địa thất sắc, bầu trời một mảnh trắng xóa, một lúc sau mới khôi phục lại được bình thường. Những tiếng phốc phốc vang lên, Sa Trần há miệng thổ huyết, ở trên mặt đầy ý cười, bởi vì Kazu đã bị hắn luyện hóa thành điểm năng lượng. Hắn chậm rãi quay người nhìn về phía sau lưng. Diệu Thiện thượng sư. Diệu Thiện là một nữ nhân rất trẻ, bạch y, tóc ngắn, sắc mặt đau khổ, ở trong mắt đầy từ bi, khí chất xuất chúng, thật sự là một bậc đại sĩ. Tu vi của nàng không kém, chỉ ít là cũng không yếu hơn Sa Trần, nhưng lại không thể so với lực lượng cương thi đời thứ hai. Cái này lại rất là thú vị. Ở trong phim, nàng cùng Kazu lần đầu gặp mặt, nàng lấy phân thân huyễn thủ chủ động né tránh, nàng từ bi không muốn tổn thương người vô tội, nàng cần phải diệt Kazu ngay từ đầu. Ngươi không nên giết hắn. Khóe miệng của Diệu Thiện có vết máu, trong mắt từ bi đã hóa thành phẫn nộ. Kazu đã chết trước mặt nàng, chết thật sự. Cái này khiến cho nàng khó mà phân biệt được tốt xấu, không thể nào mà bàn giao lại với Quan Âm. Kỳ thật Kazu không chết, hắn đã lưu lại một giọt máu ở trong mệnh của Ngự Mệnh Thập Tam, lo lắng mình bị người ta giết chết, chuẩn bị để phục sinh. Nếu như Kazu thì cốt vẫn còn, một giọt máu kia quả thực để cho hắn phục sinh. Nhưng bây giờ Kazu đã mất cả hài cốt, giọt máu kia nhiều lắm cũng chỉ dưỡng ra được một cương thi đời thứ ba. Hắn là ngũ tinh dũng giả, cả một bầu trời dũng giả, tính làm sao? Nếu như không phải La Hầu có thể giết được Như Lai Quan Âm, hiện tại Sa Trần muốn diệt luôn cả La Hầu.
Từ khi Yamamoto Kazu biến thành cương thi đến nay, đã giết không biết bao nhiêu người. Diệu Thiện Thượng Sư lại mặc kệ, không màng. Bây giờ mở miệng che chở hung ma giết người. Nói ra thật sự làm cho người ta chỉ trích đó. Sa Trần cười nhạt. Mỗi một người đều có vận mệnh. Vận mệnh của Yamamoto Kazu không phải là ngươi có thể kết thúc được. Vận mệnh của người khác cũng không thể do Yamamoto Kazu làm chúa tể. Hắn muốn biến thế giới thành quốc gia cương thi, vậy cần phải nghĩ đến hạ tràng kết cục này. Ánh mắt của Sa Trần lạnh lùng, đối thẳng với Diệu Thiện, bắt đầu động sát cơ. Tâm thần của Diệu Thiện siết chặt, hít sâu. Sa Trần, ngươi đến phá hư ta khai đàn kết duyên, giết chết Kazu, rốt cục là ngươi muốn gì? Ba vấn đề. Sa Trần giơ lên ba ngón tay. Ngươi không phải là người hữu duyên. Ta đã rút chúng thăm đỏ là người hữu duyên. Nơi này chỉ còn lại mấy người chúng ta. Chứng minh chúng ta và Diệu Thiện Thượng Sư người hữu duyên. Thượng Sư cũng không thể nói mà không giữ lời, tự hủy đi chiêu bài của mình chứ. Sa Trần cười nói. Diệu Thiện Thượng Sư nhìn chằm chằm hắn một lúc. Vậy ngươi hỏi đi. Ba vấn đề, ta biết gì sẽ nói đó. Ngươi có thạc năng lực thay đổi hay không? Sa Trần hỏi. Có, Quan Âm đã ban tặng cho ta Thiên Thế Thông. Mirai, ta có thể dự báo được quá khứ 3000 thế của nàng, nhưng tiết lộ thiên cơ là sẽ gặp thiên phạt. Diệu Thiện Thượng Sư trả lời. Sa Trần nhìn nàng. Ta muốn về quá khứ thay đổi lịch sử, ngươi có thể giúp ta không? Diệu Thiện Thượng Sư chần chừ. Thay đổi lịch sử sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng nhân quả quá lớn, ta cần thời gian. Có thể, ngươi chuẩn bị xong thì nói với ta. Một vấn đề cuối cùng, tháng 7 năm 1999, tận thế như thế nào? Là ước định kéo dài vạn thế trước, La Hầu sẽ tiến nhập nhân gian, cử hành nghi thức táng nguyệt, đem người hóa thành bàn nhược địa ngục. Vậy La Hầu ở đâu? Ba vấn đề ngươi đã hỏi xong. Diệu Thiện trả lời. Sa Trần hài lòng gật đầu. Mục đích lớn nhất của hắn tới đây là hỏi Diệu Thiện có thể đưa hắn trở về quá khứ thay đổi lịch sử được hay không. Về phần La Hầu đến nhân gian, hắn cũng không cần biết. Chẳng qua chỉ là lừa gạt Diệu Thiện mà thôi. Sa Trần, sau khi chuẩn bị thỏa đáng, ta sẽ đến tìm ngươi. Sau này gặp lại. Diệu Thiện đột nhiên biến mất. Sa Trần còn muốn để đám người La Tăng hỏi vài vấn đề, Diệu Thiện cũng chỉ đành bỏ đi suy nghĩ. Kết quả, biết quá nhiều đối với bọn họ cũng không có chỗ tốt. Đỡ Huống Thiên Hữu dậy, Sa Trần khôi phục lại nhân hình, đi tới đám La Tăng. A Trần, ta có thể biến thành người. Mirai kích động, cha đã chết mà nàng lại còn vui vẻ, chứng tỏ Mirai cũng không có thân cận gì đối với Kazu. Chúc mừng hai vị. Đừng có cao hứng. Mã Tiểu Linh nhìn chằm chằm Mirai và Aken, rồi chăm chú nhìn Sa Trần. Cưng thì thối, người đó không phải là cho ta một câu trả lời chứ? Muốn trả lời cái gì? Trần tướng mọi việc là thế nào? Vì sao lại có nhiều cương thi như vậy? Vì sao ngươi lại muốn thay đổi lịch sử? Vì sao là ngươi lại biết Thỉnh Thần Long? Vì sao... Cái gì cô muốn biết, ta đều nói cho cô. Đi về đã. Sa Trần một tay nắm lấy Huống Thiên Hữu, một tay định nắm lấy Mã Tiểu Linh. Sau đó họ lại vẩy tay một cái, tất cả biến mất. Chúng ta đi thôi. Thật sự là chúng ta đã trở thành người. Đúng vậy đó Mirai, 50 năm rốt cuộc cũng chờ đến ngày này. La Tang nhìn hai người kích động, bất đắc dĩ lại thấy hâm mộ, nắm lấy tay hai người theo sát Sa Trần. Chỉ trong chốc lát, 6 người đã xuất hiện ở trước cửa nhà của Vương Chân Chân. Chương 334, chuyện cũ. Vương Chân Chân cẩn thận chiếu cố, Huống Thiên Hữu được chăm sóc đã tỉnh. Hắn nhìn còn chưa có thích ứng với sự nhiệt tình của Vương Chân Chân. Huống Phục Sinh đi tới khiến cho hắn kìm lòng không được thở phào. Ánh mắt lập tức nhìn về phía Sa Trần.
Sa Trần đang bình chân như vậy ngồi ở trên salon uống trà, tâm tình bộ dáng cũng không tệ. Luyện hóa một con cương thi đời thứ hai, thu hoạch được một số điểm năng lượng rất lớn. Thuận tay diệt Kazu, lại còn thăm dò được Diệu Thiện Thượng Sư, đạt được mục đích. Kế hoạch thuận lợi tiến hành, làm gì mà lại không cao hứng. Âm Dương nữ sĩ, trà nhà ngươi cũng không tệ, có thể rót thêm cho ta một ly. Âm Dương Gia Gia rất sợ Sa Trần, nghe lời này lập tức hoang mang lo sợ nhìn Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh tức giận nói, mình có tay có chân, muốn uống trà thì tự đi mà rót. Ta nói chuyện với Âm Dương nữ sĩ, có thể thấy nàng là người rất có khí chất, là nữ sĩ hiền lành, nhất định là không thể nào bạc đãi khách chứ. Sa Trần cười nói, Sa tiên sinh chờ một chút. Âu Dương Gia Gia còn định nói gì, lầm lớp lo sợ đi pha trà. Cảm ơn. Sa Trần đột nhiên hỏi, Mirai, Aken, có vui hay không? Có ngoài ý muốn hay không? Aken và Mirai, từ lần đầu tiên gặp Vương Chân Chân đã chấn kinh, đang không để ý tới, đang vô cùng vui sướng. Aken lấy kính mắt, ngơ ngác nhìn Vương Chân Chân. Là rất giật mình, là ngoài ý muốn, Sa tiên sinh, nàng là... Yên tâm đừng vội. Các người muốn biết, ta sẽ nói. Cái gì cần hỏi, chỉ cần ta biết, ta sẽ trả lời. Chẳng qua trước khi nói, ta còn muốn mời thêm một người. Mã Tiểu Linh không nhịn được thúc giục. Sa Trần, người nói cái gì mà mê man vậy? Có chuyện gì thì nói nhanh lên, đừng có lãng phí thời gian. Ta nói người này là Mã Đa Na đó. Mã Tiểu Linh sững sờ, nàng ngây người. Sa Trần lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, điểm lên mi tâm của nàng. Trước mắt của Mã Tiểu Linh tối đen, suýt chút nữa đổ vào trong ngực của Vương Chân Chân, thẹn quá hóa giận. Cường thi thối, ngươi làm gì ta? Bà cô. Tiểu Linh, ngươi làm gì mà mơ màng như vậy? Nhiều người ở đây thế, ấy thật là nhiều nam nhân. Hay tiểu nam nhân này rất là đẹp trai. Mã Na Na nhìn thấy Aken bình phẩm từ đầu đến chân. Aken nhìn bà thận trọng cười cười. Bà ta cũng cười, ánh mắt chuyển qua trên người của Sa Trần. Trong nháy mắt ngưng động lại, quay người muốn chui vào trong mi tâm của Mã Tiểu Linh. Không được đâu. Không, không thể nào. Ta làm mơ, là ta nằm mơ. Đa Na tỷ. La Tàng đứng lên chào hỏi. Mã Đa Na lại như bị sét đánh, chậm rãi quay người. Trên mặt có chút kinh hỉ, cũng có chút chần chừ, cúi đầu không dám nhìn Sa Trần. La Tàng, nhiều năm như vậy, ngươi cũng không già đi chút nào. Còn ngươi thì thay đổi khác rất nhiều so với ký ức của ta. La Tàng cười nói, người đều thay đổi, chỉ là ta thay đổi nhiều một chút. Sa Trần ca ca, đã 60 năm rồi không gặp. Mã Đa Na nhìn Sa Trần, trong giọng nói toát ra tâm tình khó tả, tang thương mà phức tạp. Sa Trần nhìn nàng, mập. Không, khi còn bé thì đáng yêu. Ta còn tưởng rằng cô cứ một mực trốn tránh không gặp ta. Tốt, người đã đến đông đủ, vậy ta bắt đầu nói. Nói gì? Có rất nhiều người đối với chuyện quá khứ cũng tò mò. Hôm nay tâm tình của ta tốt, chọn ngày không bằng gặp ngày. Bắt đầu nói như thế nào nhỉ? Từ thế này đi. Âm thanh của Sa Trần bắt đầu. Từ hắn lần đầu tiên gặp Mã Đa Na, đoạn chuyện cũ này chủ yếu là nói đến quan hệ của Mao Sơn và Mã Gia. Mã Tiểu Linh thành thật nghe, khuôn mặt cũng biến đổi đặc sắc. Là phải nói đến năm 1938. Sa Trần ca ca, không cần nói. Sắc mặt của Mã Đa Na rất khó coi. Năm 1938 là thời gian nàng khó quên nhất, cũng là thời gian khắc sâu ở trong lòng. Nhưng Sa Trần cũng không kiêng kỵ, chuyện đã xảy ra, dù thế nào cũng không thể nào xóa đi được. Bây giờ hắn đang còn tìm biện pháp để thay đổi nó. Đa Na, không sao đâu. Năm 1938, ta và Đa Na đi Quảng Tây, Hồng Khê Thôn giết tướng thần. Ở Hồng Khê Thôn, đụng phải đội du kích, chính là đội trưởng Huống Quốc Hoa, chính là Huống Thiên Hữu của 60 năm trước. Sa Trần nhìn sang Huống Thiên Hữu, Huống Thiên Hữu đầy đầy kính mắt thừa nhận. Ta chính là Huống Quốc Hoa của 60 năm trước. Người nói 60 năm. 60 năm trước, mặt trăng tròn, hay là 60 năm sau mặt trăng tròn? Bỗng nhiên Sa Trần cảm khái hỏi. Huống Phục Sinh cướp lời nói. Đương nhiên là 60 năm trước. Khi đó, người trong thôn còn chưa chết. A Tú tỉ tỉ.
nàng còn tốt chứ. Hướng Phục Sinh ánh mắt nhìn Hướng Thiên Hữu thống khổ. Trước đó không lâu đã chết, nàng chờ đến lúc cha. Vương Chân Chân như có điều gì suy nghĩ, nhìn Hướng Thiên Hữu, sau đó nhìn về phía Hướng Phục Sinh. Mã Tiểu Linh, Âu Dương Gia Gia và đám Mirai đều lộ vẻ giật mình. Hướng Thiên Hữu sau khi hiện thân cũng không đem Hướng Phục Sinh là cương thi nói với mọi người. Hắn cảm thấy nó là con cũng không cần phải chịu áp lực quá lớn. Phục Sinh, người... Hướng Phục Sinh nhe ra hai cái răng nanh cương thi. Tiểu Linh tỷ tỷ, Chân Chân tỷ tỷ, các người đừng trách cha ta không nói. Người sợ là Tiểu Linh tỷ tỷ thu phục ta. Làm lão cương thi bất tử 60 năm, cũng giấu giếm 60 năm, nói ra cho lòng thoải mái. Mã Tiểu Linh suýt chút nữa hóa điên. Giời ơi là giời, còn có ai là cương thi nữa không? Đứng hết ra nhận xem nào. Các người thật sự là muốn đem ta dọa chết mất. Hôm nay cô cũng thấy rồi đó. Sa Trần cười tủm tỉm. Sa Trần ca ca, chuyện này rốt cuộc là sao? Sao lại có nhiều cương thi như vậy? Mã Đà Na vội vàng hỏi. Thiên Hữu, đến lượt người nói đâu? Sa Trần nhớ rất kỹ, đêm hôm đó hắn đem Huống Thiên Hữu và Yamamoto Kazu đuổi đi. Kết quả bọn họ biến thành cương thi. Sa Trần đối với bọn họ đã trải qua hứng thú vô cùng. Ta còn nhớ rõ 60 năm trước đêm đó, ta và Kazu đại chiến ở Hồng Khê Thôn, đánh nhau rất khốc liệt, cả người đều bị thương. Trời tối chúng ta vừa đánh vừa chạy, lại chạy vào trong sơn động của tướng thần. Nói đến đây, Hướng Thiên Hữu nhìn Sa Trần và Mã Đan Na, thấy bọn họ đang cùng đại chiến với tướng thần. Ta chưa từng thấy chiến đấu kịch liệt đến như vậy đến bao giờ, cũng chưa nhìn thấy quái vật đáng sợ như vậy đến bao giờ. Yamamoto Kazu và cả ta đều sợ đến choáng váng. Sa Trần liền hồi tỉnh chúng ta, bảo chúng ta rời đi. Mã Đan Na liền hỏi, về sau các người làm sao lại thành cương thi? Chúng ta liều mạng chạy trốn, nửa đường thì gặp Phục Sinh. Hướng Thiên Hữu dùng tay xoa xoa đầu của nó. Phục Sinh bị một tiểu quỷ dùng súng chỉ vào đầu, uy hiếp ta bỏ vũ khí. Bọn Nhật không có nhân tính, vậy mà thật sự nổ súng. Phục Sinh trúng đạn, ta cũng bị trúng thương. Thằng Nhật bắn súng, bị ta phi dao giết chết. Lúc đầu Kazu còn muốn chạy trốn, nhưng hắn lại quay lại giết ta. Lúc này thì tướng thần xuất hiện. Đoạn ký ức này là đoạn ký ức khó quên nhất, thống khổ nhất đối với Hướng Thiên Hữu. Bởi vì vì vậy mà hắn và người con gái hắn yêu phải chia xa 60 năm. Hắn trơ mắt nhìn thấy A Tú chết trước mặt mình. Cha, để con nói. Hướng Phục Sinh tiếp lời. Ta, cha và cả Kazu đều bị tướng thần cắn. Hóa ra hắn đã biến thành cương thi từ lúc đó. Mirai bỗng nhiên tỉnh ngộ, trông thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình. Yamamoto Mirai đột nhiên kích động. Hắn là quái vật, là quái vật hút máu, trốn ở trong nhà không dám gặp người khác. Mẹ ta lo liệu việc nhà, vất vả lâu ngày, cực nhọc mà chết. Hắn điên rồi, thậm chí đến cả con ruột của mình hắn đều cắn. Ta hận hắn, là ta căm thù hắn. Mirai, đừng nói nữa. Aken ôm chặt lấy Yamamoto Mirai. Mặc dù chưa nói xong, mọi người cũng biết đều là bi kịch. Không, ta phải nói. Ta muốn nói cho tất cả mọi người biết bộ mặt thật của hắn. Ta tên là Yamamoto Mirai, là con gái của Yamamoto Kazu. Là ta bị cắn, ta mất khống chế, ta cắn chết cả cha mẹ của ta. Đừng có nói nữa. Aken hét lên, trên trán nổi gân xanh. Có thể thấy hắn đang rất thống khổ. Dù bây giờ quay về làm người, hắn vẫn đang khó mà tiêu tan được. Chương 335, Hỏa Linh. Aken, ngươi và Mirai biến thành người, xem như là khổ tận cam lai. Chuyện trước kia cũng không cần nghĩ nữa, cố mà giữ gìn thời gian còn lại 1 năm. Sa Trần nói. Còn lại 1 năm. Aken và Mirai sắc mặt khó coi, chăm chú nhìn Sa Trần. Đúng vậy, chỉ còn 1 năm. Ta đến địa phủ, Địa Tạng Vương đã nói tháng 7 năm 1999 thế giới sẽ tận thế. Ta và Diệu Thiện nói chuyện, các người cũng nghe. Tháng 7 năm 99 kéo dài, ước định vạn thế. La Hầu tái nhập nhân gian, cử hành nghi thức táng nguyệt, đem người trên thế giới này biến thành địa ngục bản nhược, không ai có thể thoát. Hôm nay ta nói cho mọi người những chuyện cũ, chỉ là muốn tất cả các người biết, cương thi không phải kẻ thù của chúng ta, mà là giúp đỡ, là chiến hữu. Phải đoàn kết, vượt qua đại kiếp. Nhất là Hướng Thiên Hữu người,
ngươi là quân chủ lực. Sa Trần nhìn về Huống Thiên Hữu. Huống Thiên Hữu hỏi, lực lượng của ngươi mạnh hơn ta, Mã Gia lại có thần long, tại sao còn không đánh lại La Hầu? Lo trước khỏi họa. Sa Trần nói một câu, nếu như kế hoạch của hắn thất bại, sang năm tháng 7 đối mặt không phải là La Hầu, ở phía sau màn ai thao túng, ngoài Đại Nhật Như Lai và Quan Âm Đại Sĩ. Với lực lượng của hắn đánh không lại hai người nọ liên thủ, chỉ có thể liên hợp với Huống Thiên Hữu. Có lẽ Mã Tiểu Linh còn có cơ hội xa vời. Ánh mắt của Mã Tiểu Linh nhìn Sa Trần, lại nhìn Huống Thiên Hữu, Huống Phục Sinh, Mã Đan Na. Thật sự, trước khi tận thế phủ xuống, ta không động thủ với các người. Nhưng nếu như các người đi khắp nơi hút máu người, đừng trách ta không nể tình. Tiểu Linh tỉ tỉ, cái này người yên tâm, ta và cha ta chưa từng hút máu người đâu. Còn có người nữa, Sa Trần nói. Chuyện của ta không cần cô quan tâm. Mã Tiểu Linh, cô chuyên tâm mà tu luyện đem tu vi tăng lên, bây giờ cô đang quá kém cỏi đó. Ta kém cỏi, cường thì thối. Tiểu Linh, Mã Đà Na cô kêu lên, sau đó quay lại nói với Sa Trần. Sa Trần ca ca, ta sẽ theo huynh để nhắc nhở Tiểu Linh luyện công. Vậy người có tính toán gì? Diệu Thiện đã đáp ứng, sẽ đưa ta về quá khứ để thay đổi lịch sử. Mã Đa Na và La Tăng liếc nhìn nhau, đều biết hắn vì sao lại muốn thay đổi lịch sử. Trong lúc nhất thời trầm mặc, không biết nói gì. Cái gì cần nói ta đã nói, mọi người hẳn phải biết tiếp theo nên làm gì. Ta còn việc, đi trước. Sa Trần đứng lên, ánh mắt nhìn Vương Chân Chân, Mirai và Aken, cười nói, Mirai, Chân Chân là mẹ ngươi chuyển thế. Lời này vừa nói ra, Vương Chân Chân, Mã Tiểu Linh và Mirai cùng với Huống Thiên Hữu và Aken chấn kinh, hoàn toàn không thể tin được. La Tăng, chúng ta đi. Hai người đứng lên, gật đầu với Mã Đa Na rồi biến mất. Sâu trong một mảnh thời không vô tận, Đại Nhật Như Lai ngồi xếp bằng trên đài sen, Phật quang phổ chiếu 3000 đại giới, cúi đầu trầm tư. Quan Âm Đại Sĩ cũng đứng ngồi một bên không yên. Thế Tôn, Yamamoto Kazu đã chết. La Hầu dùng kế hoạch của Kazu thất bại. Hắn nếu như từ bỏ Tám Nguyệt, chúng ta tự xử như thế nào đây? Không sai, Đại Nhật Như Lai nói, Sa Trần muốn về quá khứ thay đổi lịch sử là muốn cứu Nhậm Đình Đình, có thể giúp hắn. Đại sĩ, để phân thân của ngươi đưa hắn đi. Huống Thiên Hữu, Mã Tiểu Linh quay trở về năm 1938, ngăn cản tướng thần. Con mắt của Quan Âm Đại Sĩ sáng lên. Thế Tôn, vậy là muốn ngăn cản Huống Thiên Hữu và Sa Trần thành cương thi. Kế hoạch bây giờ ta cũng không thể nào vứt bỏ. Địa Tạng Vương đã ngăn trở từ đó, trở thành một thế khó rời. Huyết mạch bàn cổ tiềm lực quá lớn, ta lo La Hầu Tám Nguyệt sẽ sinh biến. Nhưng Huống Thiên Hữu nhất định phải biến thành cương thi. Không cần quản những thứ này, để cho kế hoạch thuận lợi hình thành, còn lại để cho bản cổ tộc thu nhập tàn cuộc. Địa Tạng Vương, lòng dạ đàn bà, tạo cho chúng ta biết bao nhiêu phiền phức. Vậy theo Thế Tôn phân phó. Ở Tiểu Mao Sơn, Sa Trần và La Tăng đứng trước mộ bia của Nhậm Đình Đình, trầm mặc không nói. Một hồi lâu, La Tăng mới lên tiếng. Sư phụ, nếu như bọn họ đối phó người, trở lại quá khứ thay đổi lịch sử cũng là uổng công. Ta biết, kỳ thật, ta trở lại quá khứ không phải là thay đổi lịch sử. Ta chỉ cần cơ hội này. Con không hiểu. Người phải hiểu. Sa Trần nhìn nàng. La Tăng, ta nói nếu như tất thảy có thể làm lại từ đầu, ngươi muốn làm điều gì nhất? La Tàng sững sờ, trong mắt hiện lên một tia mê man, lắc đầu. Con không biết là mình muốn gì nữa. Mỗi một người đều có tâm nguyện và tiếc nuối. Tâm nguyện và tiếc nuối của ngươi là gì? Thật sự, con hy vọng là mẹ nuôi và cha nuôi không chết. Hy vọng cha Bát Tư Ba không làm chuyện xấu. Hy vọng sư nương bình yên. Sau đó lại làm đồ đệ của người. La Tàng cười nói. Sa Trần vung tay nhìn ra phương xa, con mắt lóe sáng như sao trời. Một kiếp này sống quá oan uổng, có quá nhiều điều tiếc nuối và bất đắc dĩ. Nếu như có cơ hội, ta sẽ thay đổi tất cả. Con tin tưởng sư phụ có thể làm được. Vài ngày trôi qua, Diệu Thiện cũng không có tìm Sa Trần.
Sa Trần tựa như cũng không để trong lòng, mỗi một ngày tu luyện hoặc là đến cao ốc Gia Gia ăn uống miễn phí. Hắn không đến nhà của Di Di, nơi đó đã trở thành nơi ân ái của nàng và bạn trai mới, ở đó cũng không có tiện. Ở trong Mao Sơn tiểu viện, chim hót trong trẻo, quanh quẩn thật lâu sương mù cũng không tan. Các đệ tử Mao Sơn luyện công cũng không thèm để ý, ai làm việc đó. Tiểu Gia Hỏa, chơi chán liền quay lại đó. Sa Trần vẫy tay, một con hỏa điểu màu xám từ trong sương mù bay ra. Những nơi nó đi qua, tất cả mọi thứ hóa thành hỗn độn. Hỏa điểu này nhỏ hơn con ưng một chút, ở trên người bùng lên hỗn độn thần hỏa màu xám. Cái lông đuôi rất dài, giống như trong truyền thuyết. Thần điểu chu tước, dục hỏa mà thành. Đây chính là hỏa linh do hỗn độn thần hỏa sinh ra. Hỗn độn thần hỏa thôn phệ hỏa tai bản nguyên, tự thân lớn mạnh mấy lần, có thể hiện hóa ra, uy lực bạo tăng. Sư phụ, A Trần, sư huynh. La Tăng, Cửu Thúc và Trung Bang vội chạy đến, nhìn thấy hỏa điểu đứng ở trên bả vai của Sa Trần, linh động đến cực điểm, trong mắt hiện ra kinh ngạc. Hỗn độn thần hỏa tiến hóa xong, Cửu Thúc, thần hồn của người đã chuyển từ âm sang dương, cái này ta giúp người đột phá dạ du cảnh. Sa Trần trầm giọng, được. Ánh mắt của Cửu Thúc cũng lộ ra vui mừng, liền gật đầu đáp ứng. Lão cô đọng cực âm thần hồn cực âm chuyển dương, có thể độ hỏa tai. Chỉ là Cửu Thúc cũng không có chắc chắn, cưỡng ép áp chế tu vi, có hỗn độn thần hỏa tương trợ thì không cần phải áp chế nữa. Nhìn thấy Cửu Thúc ngồi xếp bằng, Sa Trần đưa tay vuốt ve hỏa linh, trầm giọng nỉ non. Tiểu Gia Hỏa, một hồi tha hồ mà ăn. Thời điểm người tiến hóa chính là thời điểm ta độ hỏa tai thứ hai đó. Đi đi. Một ngón tay điểm tới, hỏa linh bay ra chui vào mi tâm của Cửu Thúc, bao vây lấy thần hồn của lão. Cửu Thúc lấy thế phóng khai tâm thần, thần hồn bị động xuất khiếu, hỏa tai giáng lâm. Hỏa linh nhìn thấy hỏa tai bản nguyên, liền phảng phất như một con sói đói nhào tới, từng ngụm mà ăn, hung tàn vô cùng. La Tàng nhìn thấy sợ đến ngây người. Lúc trước thời điểm nàng độ hỏa tai, bị hỏa tai bản nguyên tra tấn đến chết đi sống lại, suýt chút nữa không chịu nổi. Nhìn Cửu Thúc độ tai nhẹ nhõm như vậy, trong lòng của nàng cảm giác rất khó chịu, nhịn không được liếc nhìn Sa Trần. Một phần mười hỏa tai bản nguyên bị thôn phệ, trên cơ bản Cửu Thúc hỏa tai coi như vượt qua, mang ý nghĩa Mao Sơn phái lại xuất hiện thêm một cường giả Nhật Du. 50 năm, ta có 50 năm, làm sao để làm được tất cả đây? Sa Trần đang kiên định suy nghĩ, liền vẫy tay, hỏa linh kêu to một tiếng quay về mi tâm của mình. Tiểu Gia Hỏa lại luyện hóa thu hoạch lần này, Sa Trần độ tai 10 phần chắc chín. Là Diệu Thiện tới. Chương 336, quay về quá khứ. Tiểu Mao Sơn, Thái Nguyên Điện. Diệu Thiện đứng khoanh tay, ở bên người có hộ pháp. Người này thân hình cao lớn khôi ngô, tướng mạo hung ác, cầm trong tay kim côn, giống như là Phật tiền, đang trợn mắt. Tản mát ra áp lực ba động cường hoành, làm cho người ta không dám coi thường. Diệu Thiện Thượng Sư, cuối cùng người đã tới. Sa Trần dẫn theo La Tang, Trung Bang. Đã nói trước, Diệu Thiện Thượng Sư, đương nhiên không nhốt lời. Sa Trần, ta quyết định đưa ngươi về năm 1938. Chỉ cần ngươi ngăn cản tướng thần cắn ngươi, chuyện ngươi muốn làm, có thể làm. Diệu Thiện nói, trong lòng của Sa Trần cười lạnh. Lực lượng mạnh nhất của hắn bây giờ là lực lượng cương thi. Nếu như không bị tướng thần cắn, hắn căn bản không thể sống tới bây giờ. Quay về quá khứ không phải là muốn thay đổi lịch sử, là hắn có mưu đồ khác. Diệu Thiện Thượng Sư, lúc nào đưa ta về lịch sử vậy? Sa Trần quan tâm hỏi. Ngày mai sẽ là ngày mà cách đây 60 năm, ngươi và Mã Đan Na đến Hồng Khê Thôn giết tướng thần. Ta sẽ đưa ngươi qua. Mã Tiểu Linh và Huống Thiên Hữu cũng quay về quá khứ. Mã Tiểu Linh và Huống Thiên Hữu ta đã đưa đi rồi. Đà tạ. Thời điểm xế chiều ngày mai, ta ở Thông Thiên chờ các ngươi. Nói xong, Diệu Thiện mang theo hộ pháp biến mất, là phân thân huyễn thuật. Sa Trần cười nói, Diệu Thiện Thượng Sư này rất cẩn thận, cũng không dám đưa chân thân tới gặp ta. La Tàng, đem tài nguyên trong Mao Sơn thu thập lại, sắp xếp tốt, ta dẫn người đi. Nếu như có cơ hội thay đổi lịch sử, những vật này sẽ có tác dụng rất lớn. Vâng. Chờ một chút, sư phụ còn có... Phái người theo dõi Thiên Đàn Trấn Quốc Thạch Linh,
Ở trong trấn quốc Thạch Linh phong ấn một vị cao thủ Phật môn. Ta lo lắng lúc ta không có ở đây, hắn sẽ phá phong ấn tìm các người gây phiền toái đâu. Sa Trần nói. Cao thủ Phật môn? La Tàng nghi ngờ hỏi. Là Pháp Hải đó. La Tàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Là Pháp Hải ở trong Bạch Xà Chuyện? Hắn không phải là trong truyền thuyết sao? Là sao lại xuất hiện ở hiện thực? Ta đã nói với người rồi, thế giới này không đơn giản. Ta đã gặp Bạch Xà, huống chi là Pháp Hải. Người đi sắp xếp đi. Dạ vâng. Nhìn La Tang rời đi, Sa Trần hiện lên vẻ suy tư. Ở trong phim, Yamamoto Kazu không có chết sớm như vậy. Pháp Hải đã phải xuất thế. Lúc này Bạch Tố Trinh cũng đã chết. Lộn xộn. Cũng được. Vậy loạn đi. Chờ xem ta sẽ cho các ngươi cái vui mừng kinh ngạc như thế nào. Sa Trần cười lạnh. Không biết Diệu Thiện cùng với Huống Thiên Hữu và Mã Tiểu Linh nói gì. 4 giờ chiều ngày hôm sau, Sa Trần đến Thông Thiên Các gặp phải Mã Tiểu Linh và đám Huống Thiên Hữu. Mã Tiểu Linh mặc áo hoa lụa, dáng người tinh tế cao gầy, ở trên lưng thắt đai đỏ càng lộ ra vẻ ngon lành. Quần dài đem hai cái chân mơ màng hiện ra vô cùng tinh tế. Huống Thiên Hữu mặc một bộ quần áo đơn giản, Sa Trần mặc bạch bào thắt đai đen. Bọn họ ăn mặc chính là dáng vẻ như là thời trang 60 năm về trước. Ngoài ra còn có cả La Tang, Hà Ứng Cầu, Trung Bang, Kim Chính Trung, Vương Chân Chân, A Ken và đám người Mirai. Ta nghĩ đến các người không tới chứ. Sa Trần cười nói. Khu Ma Long tộc Mã Gia lấy truy sát tướng thần làm nhiệm vụ. Giết tướng thần không chỉ có Mã Gia sẽ được thoát lời nguyền. Các người những con cương thi thối bị tướng thần cắn cũng được tự do. Mã Tiểu Linh nhìn Sa Trần và Huống Thiên Hữu. Ngươi thì sao, Huống Thiên Hữu? Huống Thiên Hữu trầm giọng. Ta không muốn làm cương thi. Phục sinh lại cũng không muốn làm cương thi. Nếu như có thể thay đổi lịch sử, ta sẽ liều một lần. Có một số việc vận mệnh đã sắp xếp, ngươi không thay đổi được. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi. Sa Trần nói xong dẫn đầu đi tới. Diệu Thiện đã bố trí xong pháp trận, ngồi xếp bằng ở trên đài sen. Hộ pháp đứng bên cạnh phát giác bọn họ đi đến. Diệu Thiện mở trừng mắt. Quả nhiên các người đã tới. Chúng ta đã tới. Bắt đầu đi. Sa Trần nói. Ta sẽ đưa các người về 60 năm trước. Ngăn cản tướng thần cắn người. Nhớ đấy, không thể thay đổi vận mệnh của những người khác. Nếu không, đối với thời không hiện tại sẽ tạo thành hậu quả khó lường. Còn nữa, từ hàng tuyến sẽ đưa các người về 60 năm trước. Là hy vọng khi các người trở lại huyện hiện thế, từ hàng tuyến sẽ cắt đứt. Các người sẽ rơi xuống thời không, không biết tên. Diệu Thiện giơ tay, 3 sợi dây đỏ bay ra quấn lên người của Sa Trần. Đã chuẩn bị, ta bắt đầu. Thiên Hữu! Vương Chân Chân hô lên. Huống Thiên Hữu quay lại nhìn nàng. Chân Chân, thật xin lỗi, ta nhất định phải làm như vậy. Lịch sử thay đổi, nàng sẽ quên ta, tìm hạnh phúc của mình đi. Vương Chân Chân nhìn hắn, trong con mắt long lanh nước, liền gật đầu. Ta tôn trọng lựa chọn của người. Người đi thay đổi lịch sử đi. Sa Trần và Mã Tiểu Linh nghe hai người nói chuyện, trong lòng của Sa Trần không buồn, không vui, lại có chút kích động. Mã Tiểu Linh nghiêng đầu nhìn hắn đột nhiên nói. Cương thi thối, ngươi là người tu đạo. Không phải là cương thi cũng có thể sống đến mấy trăm năm. Coi như lịch sử thay đổi, chúng ta nhất định gặp lại. Có lẽ như vậy đâu. Hai tay của Diệu Thiện bắt đầu vung lên, kết ấn, toàn thân phát sáng, chỉ vào vách tường một cái. Vách tường bỗng nhiên vặn vẹo xoay tròn, hình thành một vòng xoáy thời không. Thời không và lực lượng không gian bắt đầu tràn ra, làm cho người ta rùng mình. Không đạo, thời không đã mở. Các ngươi đi đi. Sa Trần chờ đợi chính là một ngày này, liền lao vào trong vòng xoáy. Cả người dường như là một con cá bơi ngược dòng, ở trong thông đạo thời không bắt đầu trao đảo. Ở hai bên mép của thông đạo bắt đầu hiện lên từng hình ảnh, cứ lóe lên rồi biến mất. Mơ mơ hồ hồ, hắn có nhìn thấy cả hình ảnh của mình. Đi qua thời không, Thảo Lư cư sĩ, ta hy vọng biện pháp người nói hữu dụng. Nghĩ như vậy, Sa Trần từ trong túi càn khôn lấy ra một khối nguyệt quang bảo kính, cắn ngón tay, chấm máu lên trên, miệng lẩm bẩm. Nguyệt quang bảo kính lóe lên kim quang, tản ra một cỗ hấp lực nhàn nhạt. Thông đạo thời không vững chắc, bỗng nhiên chấn động, trở nên vô cùng kém ổn định. Thời không kỳ dị bị nguyệt quang bảo kính hút vào bên trong, quả như là có tác dụng. Sa Trần cuồng hỉ, lấy ra một khối thứ hai, khối thứ ba,
khối thứ tư cũng làm y hệt như vậy, lấy bí pháp vận động hấp thu thời không chi lực. Ngay khi hắn lấy ra khối nguyệt quang bảo kính thứ năm, phía trước sáng rực lên, muốn bay ra khỏi thông đạo thời không. Ở nơi này là cầu Nhạc Vương cầu. Sa Trần thở sâu, nhìn thấy hai thân ảnh xuất hiện ở trên cầu Nhạc Vương, chính là Mã Tiểu Linh và Huống Thiên Hữu. Cầu Nhạc Vương. Huống Thiên Hữu nhìn bốn phía, ở trên mặt đầy kích động. Ta đã về tới 60 năm trước. À, Sa Trần ca ca, ở trên cầu có người. Vừa lúc này, ở bên tai của bọn họ truyền đến tiếng nói, trông thấy Sa Trần lúc đó và Mã Đan Na đi tới. Hai nhóm người đối mặt, Mã Đan Na của 60 năm trước nhìn Sa Trần của 60 năm sau. Sa Trần và Mã Tiểu Linh cũng ngây ngẩn cả người. Ngược lại, Mã Tiểu Linh phấn khởi đánh giá Mã Đan Na, bình luận: bà cô lúc còn trẻ sống ta thật đó, cưng thì thối. Hắn chính là người của 60 năm trước sao? Cũng phòng nhã đó. Các người là ai? Mã Đan Na cầm âm mộc kiếm ngàn năm, cảnh giác hỏi. Người hẳn là biết chúng ta là ai chứ? Sa Trần nhìn chính mình của 60 năm trước nói. Đương nhiên biết. Sa Trần 60 năm trước gật đầu, lời còn chưa dứt, sắc mặt đột nhiên đại biến. Là hệ thống. Là có hai hệ thống. Chương 337, hệ thống dị biến. Sa Trần 60 năm trước và Sa Trần 60 năm sau đối mặt đứng đó, đều biết lai lịch của nhau. Lúc bọn họ nói chuyện thì phát sinh ra dị biến. Giao diện trong hệ thống, ở trong Tử Phủ Thần Cung, tỏa ra quang mang chói mắt, chấn động, phảng phất như là thời không thiên môn dung chuyển, toàn bộ thần cung trở nên bất an. Sức mạnh luyện hóa của thần cung bị rối loạn, thất tình yểm nguyệt đao, hỗn độn thần hỏa, long hồn ở bên trong thần cung bay tới bay lui. Hệ thống, có hai hệ thống. Sa Trần nhìn về phía chính mình của 60 năm trước, đối phương cũng đang nhìn hắn, ở trong mắt của cả hai hiện lên khiếp đảm. Sức mạnh luyện hóa cuồng bạo đáng sợ bộc phát, hình thành một long quyển, đem toàn bộ cả Mã Tiểu Linh, Mã Đan Na hất văng ra ngoài. Sau đó, sức mạnh hệ thống luyện hóa vòng quanh Sa Trần, nhấc hắn bay lên không trung. Sa Trần hét lên, ở trong mắt biến thành quái vật dung nham, muốn trốn thoát khỏi sức mạnh luyện hóa. Nhưng điều làm cho hắn hoảng sợ chính là lực lượng cương thi đời thứ hai cũng không thể nào dung chuyển sức mạnh này. Ngược lại, có một cỗ lực lượng đang trấn áp hắn, không thể động đậy. Là chuyện gì xảy ra? Sa Trần ca ca. Tiếng hét của Mã Đan Na vang lên chói tai. Sa Trần sắc mặt đại biến, chỉ trông thấy chính mình 60 năm trước cũng bị sức mạnh kia cuốn lên bầu trời. Hai sức mạnh luyện hóa tạo thành một cái vòi rồng ở bên trên, quấn vào trong như là một cái thương khung, đập xuống đất, sừng sững giữa thiên địa, cao không biết là bao nhiêu trượng, đang điên cuồng xoay tròn, nhưng lại không phá hư một cọng cây ngọn cỏ bốn phía. Sa Trần ca ca. Sa Trần. Mã Đan Na và Mã Tiểu Linh cùng với Huống Thiên Hữu bị hai luồng vòng xoáy kia quấn cho sợ đến ngây người, phản ứng không kịp, bị hút lên trên trời. Huống Thiên Hữu cũng hiện ra chân thân cương thi, một quyền đấm thẳng lên lốc xoáy. Phanh một tiếng, lốc xoáy bành trướng, ngược lại Huống Thiên Hữu bắn ra, đem một tòa núi nhỏ san thành bình địa. Hàng yêu kiếm khí. Mã Tiểu Linh cũng lao lên vòng xoáy, từng đạo kiếm khí sắc bén đánh thẳng lên trên vòng xoáy, trong nháy mắt lại bị vòng xoáy nghiền nát. Mã Tiểu Linh, Mã Đan Na, Huống Thiên Hữu, tránh ra. Sa Trần hét lên một tiếng. Một tầng thiểm điện màu xanh đậm đánh thẳng lên bầu trời. Những tia lôi điện xé tan thành từng mảnh nhỏ. Mây đen ngập đầu, lôi minh ầm ầm, phảng phất như là thần long núp ở trong mây gào thét, lại như thiên phạt giáng thế, tru diệt dị loại. Thiên Hữu, bà cô, mau đi đi. Sắc mặt của Mã Tiểu Linh tái nhợt, kéo Huống Thiên Hữu và Mã Đan Na bỏ chạy. Chạy không được bao xa, chỉ nghe một tiếng nổ vang, trời long đất lở. Một đạo ánh sáng từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh thẳng lên lốc xoáy. Lôi điện phá tan lốc xoáy ở bên ngoài, từ từ đập xuống mặt đất. Chỉ một thoáng, bùn đất tung tóe, phảng phất như một con địa long vặn người. Cầu Nhạc Vương hóa thành hư không, ở trên mặt đất xuất hiện một cái hố to đường kính đến 3-4 trượng. Còn thất thần làm gì? Mã Đan Na trợn mắt, nhìn thấy lốc xoáy đang vây khốn Sa Trần, ánh mắt đau khổ, sử dụng hết sức lực chạy tới. Một đạo lôi điện đánh xuống, dường như là có cao nhân đang độ kiếp, tình cảnh vô cùng dọa người.
mặc cho lôi điện oanh kích, lốc xoáy khổng lồ kiên cố đến đáng sợ. Đây mới thực sự là sức mạnh luyện hóa, đến cả thiên lôi cũng không làm gì được. Sa Trần rung động, lôi điện vừa phủ xuống, mỗi một đạo đều có thể đánh cho hắn tan thành tro bụi, so với dương thần lôi kiếp còn mạnh hơn. Kết quả cũng không thể nào công phá được cái vòi rồng. Không được. Sa Trần hét to, sắc mặt trắng bệch. Thiên lôi hình như chọc giận hệ thống. Lúc này trời không cho phép, nó lại càng muốn nghịch thiên. Hai luồng lốc xoáy khổng lồ lập tức nhanh chóng áp sát lại với nhau. Có thể tưởng tượng được, nếu như hai luồng lốc xoáy này va chạm, lực lượng bộc phát còn mạnh hơn cả hai cái đầu đạn hạt nhân. Thật sự là đáng sợ. Sa Trần bị giam cầm trong đó chắc chắn phải chết. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Ở trên đầu Sa Trần đổ mồ hôi. Đã sớm biết nếu như hai hệ thống này gặp nhau sẽ có chức năng hủy diệt. Cho nên nếu như biết như vậy, hắn đã không tùy tiện trở về. Thế nhưng bây giờ hối hận đã muộn. Hai luồng lốc xoáy khổng lồ bằng tốc độ cực nhanh muốn đập vào nhau. Ở bên trong ẩn chứa lực lượng đến cả thần Phật cũng phải kinh sợ. Khi lốc xoáy hợp lại một chỗ, đột nhiên dừng lại. Ở nơi tiếp giáp bắt đầu từ từ dung hợp. Sa Trần sững sờ, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta hiểu rồi. Hai hệ thống xuất hiện sẽ dung hợp lại với nhau. Không biết là ta dung hợp hay là dung hợp qua ta. Đúng lúc dung hợp, mây đen ở trên trời không tiêu tán, ngược lại tụ lại càng nhiều. Ở trong tầng mây, lôi xà bắt đầu uốn lượn, nổi lên lực lượng thiên phạt càng cường đại hơn. Bất chợt mây đen điên cuồng thu nhỏ, ngưng tụ thành một đạo lôi điện đen như mực. Xoẹt một tiếng, hư không hóa thành hư vô, không ai cản nổi. Một tia lôi điện này đánh thẳng lên trên lốc xoáy, phát ra những âm thanh răng rắc. Ở bên ngoài lốc xoáy xuất hiện những vết rạn nứt, sụp đổ. Hắc sắc lôi điện đánh thẳng xuống người của Sa Trần. Hắn không kịp phản ứng, đầu óc trống rỗng, tưởng là mình đã chết. Sau khi hoàn hồn mới phát hiện, hắc sắc lôi điện bị hệ thống ở trong tử phủ thần cung hấp thu. Một cỗ lực hút bạo phát, dẫn dắt hắn của 60 năm lao tới. Còn chưa đến người của Sa Trần, đã biến thành một khối giao diện hệ thống hư ảo, bay vào trong mi tâm của Sa Trần. Hai hình ảnh hệ thống bắt đầu từ từ dung hợp, thiên địa đột nhiên yên tĩnh, thế giới phát sinh biến hóa. Nghiệt xúc, ngươi lại còn dám làm như vậy. Một âm thanh đầy lửa giận từ trên hư không truyền ra, như là sấm rền, chứa đầy sát ý. Tâm thần Sa Trần chú ý hệ thống đang dung hợp, chỉ cảm thấy cổ áo như bị túm lấy, cả người đập vào trong hư không biến mất. Ở trong thông đạo thời không, hắn cũng không nhàn rỗi, tiện tay lấy ra hai khối nguyệt quang bảo kính cuối cùng đã hấp thu thời không chi lực. Âm thanh vừa rồi là ai? Lại có thể vượt qua cả thời không? Lông mày của Sa Trần nhíu lại, sau đó sắc mặt đại biến. Không ổn. Phanh một tiếng, hắn văng ra khỏi thông đạo thời không, xuất hiện ở thông thiên các. Con mắt quét qua, sắc mặt âm trầm như nước. Ở trong thông thiên các, Mã Tiểu Linh, Huống Thiên Hữu, Kim Chính Trung, Aken, Mirai, Kazu và Bích Gia đang té xỉu. Đây không thể nào. Sa Trần kinh hô, trong lòng giật mình. Yamamoto Kazu và Bích Gia đã sớm chết, tại sao lại ở đây? Nghiệt xúc, ngươi giỏi lắm. Sa Trần ngẩng đầu nhìn, chỉ trông thấy một Phật Đà vàng óng ánh ngồi ở trên đài sen, toàn thân tỏa ra kim quang, khí tức khổng lồ vô biên. Âm trầm lơ lửng giữa không trung, ánh mắt ngang ngược đang nhìn mình. Đại Nhật Như Lai đang ở đó. Bên trái phải chính là Diệu Thiện và Quan Âm Đại Sĩ, con mắt đều bốc hỏa. Nghiệt xúc, ngươi nói thật cho ta. 60 năm trước ngươi đã làm gì? Vậy mà dẫn đến rối loạn thời không chi lực. Vận mệnh của vô số người thay đổi. Còn nữa, quá khứ của ngươi vì sao lại biến mất? Phảng phất như chưa từng xuất hiện. Cái gì? Quá khứ của ta biến mất? Sa Trần sững sờ, bây giờ mới phản ứng kịp, sắc mặt lại càng khó coi. Hắn dung hợp hệ thống của 60 năm trước. Lần dung hợp này quả thật không phải chỉ là đơn giản hai hệ thống dung hợp, còn có cả hai Sa Trần dung hợp lại với nhau. Sa Trần dung hợp, vậy chứng tỏ hắn chưa từng tồn tại. Khó trách là thiên lôi phủ xuống. Thật sự là hắn nghịch thiên. Thật sự là ta không còn ở quá khứ nữa. Ta cùng với chính ta tiếp xúc, vận mệnh biến đổi. Bây giờ cũng có, chẳng khác gì là ở hư không, ta đã biến mất. Không đúng. Vậy
tại sao các người còn biết ta? Sa Trần hỏi. Đại Nhật Như Lai âm trầm nói. Sau khi ngươi thành tiên, ngươi sẽ hiểu quy luật này. Ký ức của tiên thần là không thể xóa nhòa. Chẳng qua thật đáng tiếc, ngươi đã không còn cơ hội thành tiên. Mỗi một mảng thời không vì sự xuất hiện của ngươi mà rối loạn. Có người chết đi, có người sống lại. Một đám Mirai ở đây cũng đã rối loạn, kế hoạch không thể tiếp tục. Ngươi đã hủy đi tâm huyết của ta, nghiệt xúc. Vậy ta cho ngươi chết. Hết chương 337. Hết tập 52. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.